xin chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa chương trình tối nay ngày 3 tháng 10 có những nội dung đáng chú ý sau đây ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh thanh hóa kiểm tra tại huyện lang chánh khơi thông thị trường giữ đà tăng trưởng sản xuất kinh doanh ngành nông nghiệp Thanh Hóa đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 3 tháng 10, đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại huyện Lang Chánh. Thời gian qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện lang chánh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh việc quán triệt triển khai các văn bản của trung ương của tỉnh về xây dựng cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở việc thực hiện quy chế dân chủ được huyện đưa vào chương trình công tác hàng năm gắn xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương chính quyền các cấp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ công chức viên chức thực hiện tốt công tác tiếp dân đối thoại giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân ngay từ cơ sở, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, đoàn kết đoàn viên hội viên phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy, đề nghị huyện Lang Chánh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về xây dựng cơ sở và thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn xây dựng cơ sở với nhiệm vụ chính trị của địa phương làm tốt công tác nắm bắt tình hình nhân dân tình hình cơ sở quan tâm giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong nhân dân xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức triển khai thực chất bài bản mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ xây dựng cơ sở vững chắc toàn diện nhất là khu vực phòng thủ ở tuyến biên giới phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng, duy trì hoạt động đối thoại của người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, Ban xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ các cấp, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng để nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Chiều nay ngày 3 tháng 10, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 và ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở của huyện Triệu Sơn. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, huyện Triệu Sơn tiếp tục trao ủng hộ đồng bào bị thiên tai lần thứ 3 với số tiền 3 tỷ 60 triệu đồng. Như vậy, đến nay, cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện đã ủng hộ số tiền 4 tỷ 716 triệu đồng để giúp đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn Thanh Hóa trong 2 năm 2024-2025, huyện Triệu Sơn đã tuyên truyền vận động trong toàn thể cán bộ và nhân dân. Đến nay, ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ làm nhà tại địa phương, huyện Triệu Sơn trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 1,5 tỷ đồng nhằm chung tay chăm lo công tác an sinh xã hội của tỉnh. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trân trọng cảm ơn những tình cảm, trách nhiệm rất lớn của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân huyện Triệu Sơn trong ủng hộ làm nhà theo chỉ thị số 22 và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3. Nguồn ủng hộ này sẽ góp phần hỗ trợ các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do bão lũ và các huyện miền núi trong tỉnh làm nhà cho hộ nghèo. Chiều nay ngày 3 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2024. Các đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Theo thông tin công bố tại buổi họp báo, 9 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước của tỉnh Thanh Hóa vượt 20% dự toán và tăng 44,7% so với cùng kỳ, nằm trong nhóm 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2023 tăng 17 bậc so với năm 2022, giải ngân vốn đầu tư công luôn trong nhóm đầu cả nước. Giải phóng mặt bằng đạt 89,8% kế hoạch, tăng cao so với cùng kỳ. Văn hóa xã hội tiếp tục chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được giữ vững. Các cơ quan báo chí khẳng định trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, những kết quả đạt được nêu trên đã thể hiện sự nỗ lực cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Thanh Hóa đồng thời đánh giá cao sự ứng phó kịp thời hiệu quả của tỉnh trong cơn bão số 3 số 4 vừa qua. Đại diện các sở ngành đơn vị địa phương trong tỉnh đã tiếp thu trả lời và làm rõ các vấn đề mà đại diện các cơ quan báo chí dư luận quan tâm liên quan đến quản lý nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên môi trường, kết quả xử lý các sai phạm liên quan đến lĩnh vực đất đai bảo vệ rừng, tình trạng chậm thi hành án tại dự án trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Hoa thành phố Thanh Hóa, các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí, các phóng viên đã chia sẻ, góp ý thẳng thắn về những vấn đề đang được dư luận quan tâm, giúp tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các địa phương và các ngành đơn vị có thêm kênh thông tin để nắm bắt tình hình, chỉ đạo kiểm tra xử lý và điều chỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc kịp thời. Các đồng chí mong muốn Thời gian tới, các cơ quan báo chí, các phóng viên đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tạo nên bức tranh thông tin đa chiều, toàn diện về mọi mặt lĩnh vực đời sống trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là những giải pháp mang tính đột phá của tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024, các nhiệm vụ giải pháp xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị gắn với phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác chuyển đổi số, triển khai hiệu quả đề án số 06 và cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn cũng như phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Các đồng chí cũng yêu cầu các ngành địa phương tích cực phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí tác nghiệp nhằm tạo sự đồng thuận, thấu hiểu trong quần chúng nhân dân. Chiều nay ngày 3 tháng 10, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy đã có buổi làm việc trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng đảng với đoàn học viên cán bộ đảng nhân dân cách mạng Lào đến nghiên cứu thực tế tại tỉnh Thanh Hóa. Giờ buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức tỉnh ủy thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa 9 tháng năm 2024, các học viên cán bộ Đảng nhân dân Cách mạng Lào chúc mừng những kết quả phát triển ấn tượng mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong những năm gần đây, đồng thời trao đổi thêm về một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, việc phát triển Đảng ở khu dân cư. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam, Lào và cho rằng việc trao đổi công tác xây dựng Đảng giữa đoàn học viên cán bộ Đảng nhân dân cách mạng Lào với ban tổ chức tỉnh ủy Thanh Hóa là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, đồng thời tin tưởng sau khi kết thúc khóa học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về nước, các học viên cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có thể ứng dụng những kiến thức học được vào thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai đảng, hai nước Việt Nam, Lào ngày càng bền chặt, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Trước đó, đoàn học viên cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đi khảo sát thực tế tại khu kinh tế Nghi Sơn và thăm tìm hiểu công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Triệu Sơn. Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh về giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 10, đoàn giám sát của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thanh Hóa do thiếu tướng Trần Phú Hà, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh, phó trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và ban thường vụ huyện ủy Nga Sơn. Các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện khách quan kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa và Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tiếp thu những ý kiến phản ánh kiến nghị của các đơn vị cơ sở về những khó khăn vướng mắc trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực để ban chỉ đạo có hướng xử lý. Thiếu tướng Trần Phú Hà, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh kiểm tra giám sát là công tác định kỳ thường xuyên của ban thường vụ tỉnh ủy ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí nhằm phát hiện sớm phòng ngừa những hạn chế nguyên nhân dẫn đến tham nhũng tiêu cực qua đó kịp thời phát hiện chấn chỉnh những thiếu sót khuyết điểm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí hoạt động kiểm tra giám sát không gây khó khăn cản trở hoạt động của các cơ quan đơn vị được giám sát Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 10, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra tình hình sản xuất vụ đông tại một số địa phương. Qua kiểm tra cho thấy, mưa lũ thời gian qua đã làm tiến độ sản xuất vụ đông bị chậm so với kế hoạch, cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Theo kết quả kiểm tra, Tính đến ngày mùng 3 tháng 10, Thanh Hóa mới ra trồng được trên 15.000 ha cây vụ đông, đạt hơn 32% kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2024-2025. Do ảnh hưởng của mưa lũ, một số diện tích vụ đông bị ngập úng phải gieo trồng lại. Trong khi đó, thời điểm này, các loại cây trồng vụ đông ưa ấm như cây ngô lấy hạt, cây đậu tương, cây ớt cơ bản đã hết khung thời vụ gieo trồng tốt nhất sau mưa lũ các địa phương đã nỗ lực mở rộng diện tích các loại cây rau màu ngắn ngày đáp ứng nhu cầu trong tỉnh và các tỉnh phía bắc nhất là trong dịp tết nguyên đán chúng tôi tăng cường các cái giống ngô ngắn ngày và cái giống ngồi nếp ngô ngọt để phủ cái diện tích đảm bảo cái diện tích kế hoạch bên cạnh đó thì huyện cũng đã có cái giao ban đối với các xã thị trấn để tăng cường cái cây rau màu vụ đông để đáp ứng cái kế hoạch cũng như là cung ứng cho thị trường. Mặc dù là do cái thời tiết là mưa và bão kéo dài, một số diện tích bị ngập úng nhưng mà diện tích thì năm nay so với các năm là đến thời điểm này thì chúng tôi đang duy trì là bảo đảm ở như cái diện tích là 120 ha cái liên kết bao tiêu với công ty. Còn thời điểm gieo trồng chúng tôi đang có cái dự kiến là mở rộng thêm khoảng 30, 20 đến 30 ha ở như cái vùng bãi trũng sau khi nước rút ngập lụt. Vụ đông năm nay, Thanh Hóa phấn đấu gieo trồng 47.000 hecta gồm ngô, đậu tương, khoai tây, khoai lang, rau đậu các loại. Ngành nông nghiệp đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với tình hình thực tế, phân giao cụ thể cho từng xã thị trấn về diện tích và cơ cấu các cây trồng chủ lực có lợi thế phù hợp với điều kiện thời tiết. Ưu tiên tập trung vào các loại rau màu, các loại ngắn ngày như là cây ngô ngọt, cây ngô làm thức ăn chăn nuôi, và các cái cây rau màu như là cái cây cải, cây dưa chuột, các loại để nâng cao giá trị và bù đắp lại cái diện tích mà chúng ta không gieo trồng được cây trồng ấm. Hai là đẩy mạnh cái liên kết bao tiêu sản phẩm, đặc biệt là trong cái điều kiện thời tiết của các tỉnh phía Bắc sản xuất vụ đông rất hạn chế. Đây vừa là khó khăn cũng là chính là cái cơ hội để chúng ta phát triển cái cây màu vụ đông ưa lạnh trong cái thời gian tới trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với nỗ lực để đạt chỉ tiêu về diện tích sản xuất vụ đông, các địa phương cần tăng cường giải pháp về áp dụng công nghệ cao, các tiêu chuẩn gáp, hữu cơ, hợp tác liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm, phấn đấu sản xuất vụ đông đạt giá trị bình quân 76 triệu đồng hecta gieo trồng trở lên. Đợt mưa bão vừa qua đã làm sạt lở nhiều tuyến đê sông canh mương thủy lợi, gây bồi lấp nhiều diện tích đất canh tác, nhất là ở các huyện miền núi. Cùng với chính quyền các địa phương, lực lượng cán bộ thủy lợi đang khẩn trương triển khai các giải pháp khắc phục, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất cho nhân dân. Thống kê của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Bắc sông Mã, Nam sông Mã và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Chu cho biết, ở ba hệ thống đã xảy ra 143 vị trí sạt lở, đất gãy canh, mương, mái thượng, hạ lưu các hồ chứa. Tại nhiều địa phương ở khu vực miền núi còn xảy ra một số điểm sạt vỡ nghiêm trọng về cống, và các trục bơm tiêu hiện tại một số điểm ách tắc do sạt lở nhỏ đã được lực lượng thủy lợi dân quân tự vệ và chính quyền địa phương các thôn bản khắc phục theo phương châm bốn tại chỗ tuy nhiên đang còn rất nhiều công trình lớn khác chưa thể khôi phục ngay được như kè sông luồng xã nam mèo huyện quan sơn kè sông mã xã lương ngoại huyện bá thước kênh chính hồ vinh quang xã phú nghiêm huyện quan hóa kênh tưới lương sơn huyện thường xuân kênh chính sông mực huyện như thanh và kinh Bắc Trạm Bơm Long Đồng, huyện Thạch Thành. Hiện nay thì một số các cái hệ thống mương, máng, thủy lợi đã bị mưa lũ làm ảnh hưởng và có nguy cơ là ảnh hưởng lớn tới trong lao động sản xuất. Vì vậy mà chúng tôi cũng rất mong ngoài bên cạnh cái sự nỗ lực của nhân dân khắc phục tạm thời thì chúng tôi cũng mong rằng tỉnh cũng như là đảng nhà nước sớm có cái sự quan tâm để đầu tư về cơ sở hạ tầng cũng như là giao thông, thủy lợi để cho hỗ trợ cho người dân trong lao động, trong sản xuất. Chỉ nhánh chủ lợi Ngọc Lạc đã huy động mọi nguồn lực tập trung tất cả lao động và vật tư hiện có để mà sửa chữa khắc phục những hư hỏng nhỏ để đảm bảo an toàn công trình. Còn đối với những sự sự cố hư hỏng công trình lớn có giá trị và kinh phí lớn thì đơn vị đã chủ động báo cáo lãnh đạo công ty để có phương án sớm nhất sửa chữa khắc phục. Theo dự báo, mùa mưa bão từ nay đến cuối năm còn diễn biến phức tạp khó lường các huyện miền núi ở thanh hóa sẽ còn có mưa trên diện rộng nguy cơ về sạt lở đất sạt lở hệ thống thủy lợi sẽ còn tiếp diễn do vậy cùng với việc tăng cường ứng trực đơn vị quản lý thủy lợi tại các địa phương đang tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ gia cố xây dựng một số đoạn kè chống sạt trượt nhằm hạn chế sự cố góp phần đảm bảo an toàn cho các công trình 9 tháng năm 2024, dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức, song hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Có được kết quả trên là nhờ các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp khởi thông thị trường, kết nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Nếu như trước đây, 100% sản phẩm của doanh nghiệp dệt may này là hàng đồ bơi, thì hiện nay doanh nghiệp đã chuyển hướng một phần sang làm dệt kim bên cạnh đó doanh nghiệp cũng tập trung khai thác thị trường mỹ là một trong những thị trường có đơn giá tốt nhất việc linh hoạt thay đổi cơ cấu sản phẩm và khai thác tìm kiếm khách hàng ở các thị trường lớn đã giúp doanh nghiệp ký kết đủ đơn hàng sản xuất cho cả năm 2024 đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động đơn hàng hiện tại nhiều hơn so với năm trước khoảng 20 đến 30% kế hoạch năm nay của chúng tôi là xuất khẩu đạt 9 đến 10 triệu sản phẩm chúng tôi đang tuyển thêm công nhân Ngoài ra, công ty chú trọng áp dụng tiêu chuẩn xanh trong sản xuất, đa dạng sản phẩm để mở rộng thị trường. Nhanh nhạy tìm kiếm và kết nối với các khách hàng mới, thị trường mới, đồng thời chú trọng đa dạng hóa, mặt hàng. Nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của đối tác là giải pháp được nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tập trung triển khai để khơi thông thị trường, giữ đà tăng trưởng sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, 9 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đã đạt mức tăng trưởng 20,2%, xuất khẩu hàng hóa đạt gần 4,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,3% so với cùng kỳ. Theo nhận định của các doanh nghiệp, bước sang quý 4, hoạt động sản xuất kinh doanh tuy có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối diện với không ít khó khăn thách thức. Trong nước, do ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, hoạt động sản xuất kinh doanh ở một vài địa phương bị đình trệ. Trên thế giới, lạm phát kinh tế, xung đột chính trị cũng tác động không nhỏ đến thị trường xuất khẩu. Do vậy, các doanh nghiệp cần phải theo dõi diễn biến thị trường, linh hoạt xây dựng các giải pháp kinh doanh. Công ty Trung Long Sơn cũng đã đưa ra các giải pháp là tăng cường mở rộng các cái hệ thống đại lý độ phủ tại các cái vùng có năng chống để gia tăng sản lượng và đồng thời xuất khẩu thì cũng đang tìm thêm các cái đơn hàng mới để có trong quý ba quý tư này thì để tăng trưởng. Chúng tôi phải mở rộng tìm kiếm thị trường, một số nhiều khách hàng mới, khách hàng tiềm năng ở trong nước cũng như ngoài nước. Như năm nay thì công ty chúng tôi đã tìm kiếm thêm nguồn khách hàng từ đến từ nước Malaysia và thị trường Hàn Quốc về các thị trường mới, nhất là với các thị trường các công ty nước ngoài họ muốn nhập vào với sản phẩm là giấy của chúng tôi là phải giấy chất lượng tốt và đảm bảo môi trường. Thì đồng thời và như thế thì chúng tôi phải đầu tư và cải tiến nhiều công nghệ mới để đáp ứng được yêu cầu của các khách hàng đề ra. Cùng với nỗ lực khơi thông thị trường của các doanh nghiệp, hiện nay ngành công thương Thanh Hóa cũng đang tiếp tục giả soát, đánh giá khả năng sản xuất của từng nhóm ngành hàng để kịp thời tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, tìm kiếm đơn hàng mới. Năm 2024, Thanh Hóa phấn đấu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,8%, xuất khẩu đạt 6,5 tỷ đô la Mỹ, vượt kế hoạch đề ra. Các cơ sở y tế thường có nhiều quy trình phức tạp từ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ đến quản trị điều hành đơn vị. Điều này đòi hỏi cần phải có một giải pháp số tổng thể có thể kết nối liên thông tất cả quy trình để tối ưu hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả hoạt động. Giải pháp số HIS ERP do công ty cổ phần công nghệ Meditech nghiên cứu phát triển đã giải quyết được bài toán đặt ra và hiện đang được nhiều cơ sở y tế bệnh viện trong và ngoài tỉnh áp dụng. Bệnh viện Đa khoa Medic Hải Tiến mỗi ngày tiếp nhận khoảng từ 250 đến 300 bệnh nhân ngoại trú và điều trị cho hơn 200 bệnh nhân nội trú. Mặc dù bệnh viện đã tích cực ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động, tuy nhiên các giải pháp số trước đây chỉ áp dụng cho từng công đoạn riêng lẻ, chưa được liên thông với nhau. Điều này khiến cho dữ liệu khám chữa bệnh không tập trung, cán bộ y tế và bệnh nhân mất khá nhiều thời gian để trao đổi ra soát. Từ đầu năm 2023, bệnh viện đã sử dụng giải pháp tổng thể HIS ERP, cung cấp đầy đủ các ứng dụng số dành cho cả bệnh nhân và nhân viên y tế. Bệnh nhân có thể đăng ký khám trực tuyến từ trước, nhận kết quả khám chữa bệnh tại ứng dụng trên điện thoại. Các quy trình khám chữa bệnh được liên thông với nhau, giúp cho nhân viên y tế nắm được tình hình bệnh nhân nhanh chóng, hỗ trợ hiệu quả cho việc chẩn đoán khám chữa bệnh. Tôi thấy là cũng có cái ứng dụng là đại lịch khám như này là khá là quan trọng đối với giới trẻ hiện nay. Có điện thoại thì nó đặt lịch sớm này, được đúng giờ này, đỡ mất thời gian của chúng tôi. Thứ hai là cũng có thể là đặt theo bác sĩ. Và thứ ba là nó cũng trả kết quả về nhanh. Mình có thể truy xuất được lịch sử khám chữa bệnh của bệnh nhân và theo dõi được toàn bộ cái lộ trình khám chữa bệnh bệnh nhân trong vòng nhiều năm vừa qua thì mình đánh giá được tình trạng tốt hơn và mình cũng hiệu quả hơn trong cái tình trong cái công việc khám chữa bệnh của mình. Ngoài ra thì trong việc là làm hồ sơ bệnh án này, rồi lưu trữ hồ sơ này, rồi là tra cứu những cái thông tin ví dụ như kho dược này hoặc là thông tin của bệnh nhân ấy, thì nó cũng nhanh chóng và và chính xác rất là nhiều. Giải pháp số HIS ERP do công ty cổ phần công nghệ Meditech nghiên cứu phát triển. Giải pháp cung cấp đầy đủ các ứng dụng phần mềm cho từng quy trình hoạt động, từ phần mềm quản lý bệnh viện, phần mềm kết nối máy xét nghiệm, ứng dụng kết nối bệnh nhân và cơ sở y tế đến các phần mềm phục vụ cho hoạt động quản trị, điều hành, hành chính nhân sự kho vật tư. Và tất cả các ứng dụng phần mềm này được kết nối liên thông với nhau, dữ liệu được dùng chung, quản lý tổng thể, giúp các đơn vị, cơ sở y tế, bệnh viện thuận lợi hơn trong việc đồng bộ dữ liệu, chuẩn hóa quy trình. Tất cả các quy trình đều phải chuẩn hóa và sẽ có từng bước một, từ thứ nhất là từ phải tiếp nhận yêu cầu cho đến phân tích thiết kế cũng như là phải đánh giá cái mức độ rủi ro khi mà mình nâng cấp phần mềm. Bên cạnh đấy thì về mặt công nghệ thì mình cũng đánh giá được các phương án kỹ thuật để đưa ra để làm sao được đối với một cái bài toán này thì mình có thể tối ưu cái chi phí chỉnh sửa phần mềm nhất. Ngoài việc đáp ứng cái yêu cầu cá nhân hóa của từng đơn vị khách hàng thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và nâng cấp sản phẩm của mình để cho phù hợp và đáp ứng được yêu cầu chuẩn đầu ra của Bộ Y tế. Ví dụ như là hiện tại là có yêu cầu mới nhất là yêu cầu là cái quyết định 130 và quyết định 4750 của Bộ Y tế và chúng tôi đã đáp ứng chuẩn đầu ra của hai yêu cầu này. Đồng hành với khách hàng thì bên công ty cổ phần Meditech vẫn theo dõi, vẫn support khách hàng, chăm sóc khách hàng và vẫn tiếp nhận những yêu cầu, những phản hồi của khách hàng lại để điều chỉnh theo cái nghiệp vụ riêng của từng đơn vị khách hàng. Hiện nay, giải pháp số HIT ERP đã được áp dụng tại hơn 10 cơ sở y tế, bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Đây cũng là sản phẩm công nghệ số duy nhất được Sở Thông tin và Truyền thông Thanh hóa giới thiệu đề cử tham gia giải thưởng sản phẩm công nghệ số Mest in Việt Nam năm 2024. Đọc sách giúp con người tiếp cận tri thức, thông tin, tinh hoa văn hóa nhân loại để tự hoàn thiện, phát triển bản thân mình. Việc phát triển văn hóa đọc sẽ góp phần thúc đẩy học tập suốt đời. Đây cũng là chủ đề của tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời được triển khai trên cả nước từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10 năm 2024 sinh hoạt văn học là một hoạt động thường xuyên của cô và trò lớp 10 văn 2 trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Dưới sự định hướng của cô chủ nhiệm, học sinh chuẩn bị những bài thuyết trình về các tác phẩm văn học, những tác giả nổi tiếng trong nước và thế giới. Hoạt động này giúp các em đọc thêm nhiều cuốn sách hay, tích lũy thêm nhiều kiến thức về văn hóa lịch sử, đời sống, đồng thời mở rộng vốn từ học cách hành văn. Cùng với đó, với việc trang trí lớp bằng đồng hồ sách theo chủ đề, xây dựng tủ sách mini, giáo viên chủ nhiệm đã mang sách đến gần học sinh, tạo không gian bổ ích, gần gũi ngay trong lớp học. Chúng tôi cũng không dừng lại ở cái việc đó là đọc sách mà chúng tôi còn phát triển ở cái việc là nghe sách đó nghe cái việc đọc sách để 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 kết hợp với việc đọc sách của bản thân và xem những cái bộ phim được chuyển thể từ những cái cuốn sách nổi tiếng và tôi nghĩ rằng là những cái cái phương pháp đó nó sẽ giúp cho học sinh tôi nhận ra rằng là đọc sách là đam mê đọc sách là say xưa nhưng đọc sách cũng là một yêu cầu và đọc sách cũng là một khát vọng để trưởng thành để hoàn thiện bản thân những trang văn về hiện thực cuộc sống thì giúp cho em thấu hiểu hơn, trân quý hơn những phận đời, phận người trên khắp toàn thế giới. Và việc đọc sách thì giúp cho em có thể tăng vốn từ để viết văn hay có thể mở rộng kho tàng tri thức và nâng cao tầm hiểu biết của chính mình. Thời gian qua, để giúp học sinh hình thành phát triển văn hóa đọc, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa rất quan tâm tới việc bổ sung đầu sách phong phú, phù hợp, xây dựng thư viện xanh với không gian mở, tổ chức đa dạng các hình thức đọc sách, tích cực hưởng ứng cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc. Nhà trường cũng xây dựng cái kế hoạch đọc sách tại thư viện cho tất cả các khối lớp vào cái giờ ra chơi hoặc là vào cái giờ trông trẻ để các lớp có cái lịch đọc sách cụ thể và từ đó đã khơi dậy cho học sinh cái lòng yêu thích đọc sách. Em nghĩ là không đơn thuần là chúng ta đọc sách theo sở thích, theo đam mê mà chúng ta cũng cần phải có một cái phương pháp đọc sách logic có hiệu quả, chọn các tựa đề sách theo từng chủ đề, chọn cái không gian cũng như là thời gian đọc sách phù hợp với bản thân. Em cũng thường hay chia sẻ sách đối với các bạn trong lớp mà các bạn thân của mình để đến khi mà chúng ta có thể tìm được sự đồng điệu trong cái việc đọc sách. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, đối tượng đọc không chỉ giới hạn ở sách, các tài liệu giấy mà còn bao gồm nhiều dạng tài liệu số như sách, báo điện tử. Đọc sách là con đường ngắn nhất giúp chúng ta tích lũy được mọi tri thức từ cơ bản đến chuyên sâu ở mọi lĩnh vực để có thể phát triển bản thân. Bởi vậy, phát triển văn hóa đọc ở mọi lứa tuổi không chỉ là việc duy trì thói quen đọc sách mà còn góp phần thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong giai đoạn hiện nay. Dự án cải tạo nâng cấp đường 524 huyện Nga Sơn được phê duyệt thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2025. Cao điểm triển khai dự án, khó khăn vướng mắc lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Huyện đang tập trung nguồn lực, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải phóng, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Nga Thủy là một trong năm xã có dự án đi qua với tổng chiều dài 2,9 km và 38.000 m2 đất bị ảnh hưởng của dự án. Hiện các phòng chức năng của huyện và chính quyền địa phương đã hoàn thành việc giải phóng, bàn ra mặt bằng sạch 34.000 m2 đất lưu không, đất công ích, đất giao thông thủy lợi tương đương 1,5 km cho nhà thầu tiến hành thi công. Còn lại hơn 3.800 m2 đất ở của 251 hộ dân hiện vẫn chưa thể giải tỏa. chính quyền địa phương cũng xác định là cũng sẽ tập trung cao độ trong công tác tuyên truyền vận động và trước hết thì sẽ công khai minh bạch trên hệ thống truyền thanh rồi các hội nghị đảng bộ hội nghị nhân dân hội nghị tại các khu dân cư để tuyên truyền phổ biến các cái quy định của nhà nước liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 524 có chiều dài 13,1 km đi qua 5 xã Nga Phượng, Nga Bạch, Nga Thủy, Nga Thanh và Nga Liên với tổng diện tích đất bị ảnh hưởng thu hồi là gần 138.000 m2. Trong đó vướng mắc lớn nhất chủ yếu là đất ở do người dân quản lý, sử dụng ổn định trong nhiều năm. Quá trình sử dụng có nhiều biến động dẫn đến sai lệch giữa giấy tờ pháp lý và trích đo trên thực tế nên việc xác minh gặp nhiều khó khăn. Hội đồng giải phóng hoạt bằng huyện Nga Sơn đã phối hợp với chính quyền các địa phương để mạnh công tác tuyên truyền vận động, thuyết phục người dân, tập trung đẩy nhanh các bước đo đạc, kiểm đếm, thu thập thông tin về đất đai liên quan đến công tác giải phóng hoạt bằng. Đồng thời tập trung làm tốt công tác lấy ý kiến nhân dân, công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hiện nay huyện Nga Sơn đã giải phóng được 78,6 nghìn m2 đất tương đương 6,9 km đường. Ban quản lý dự án chúng tôi là cũng đang tổ chức để bám sát cái địa phương cùng với hội đồng bồi thường giải phóng mặt hộ bằng của huyện thì tổ chức kiểm kê lên phương án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tri trả sớm để làm sao mà đảm bảo cái cái mặt bằng để triển khai thi công để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Với quan điểm giải phóng đến đâu tập trung thi công đến đó, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công phấn đấu sẽ bản giao 100% mặt bằng sạch trong quý 1 năm 2025. Chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.